Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube truyện bộ audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 550 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ! Lúc này, tại Bệnh viện Nhân dân Yến Thành, Lương Hồ Khiếu, Lương Khánh Tùng đang tụ tập trước giường bệnh, thảo luận một vài chuyện. Hồng Anh, Phan Lâm còn chưa có về sao? Có lẽ có xảy ra chuyện gì không? Lương Phong Nghiêm về mặt lo lắng nói. Đừng lo lắng, Phan Lâm không phải là người thường. Cho dù không nói chuyện được với Hàn Lạc kia, muốn toàn thân trở ra thì cũng không phải là chuyện khó. Càng không nói tới việc Phan Lâm còn là thần y nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Nghe nói cũng quen biết với quan chức cấp trên, Hàn Lạc làm sao dám làm loạn với hắn chứ? Lương Khánh Tùng bật cười đáp. Phòng nghiêm, Thu Yến sao rồi? Lương Hồ Khiếu đang nằm trên giường bệnh hỏi. Đã khôi phục được ý thức, bác sĩ nói chỉ cần điều trị thêm một thời gian nữa là có thể ra viện. Lương Phòng Nghiêm cười nói, phải nói y thuật của Phan Lâm thật tuyệt vời. Đám người bác sĩ Trương đều nói chưa từng thấy bệnh nhân nào bình phục nhanh đến như vậy. Cái này thì ai mà không biết chứ, Phan Lâm chính là thần y của Trung Quốc chúng ta. Một người nhà họ Lương bên cạnh giơ ngón tay cái lên cười, nhưng sắc mặt của Lương Hồ Khiếu lại tối sầm lại, trầm tư suy nghĩ, thấp giọng nói. Nếu như phía Phan Lâm đi chuyến này mà không có kết quả, vậy thì Phong Nghiêm, về sau còn phải cắt đứt quan hệ với Thu Yến và Phan Lâm, hiểu chưa? Cái gì? Mọi người đều giật mình. Chú, chú làm sao vậy? Lương Phong Nghiêm sững sờ, chúng ta không thể liên lụy đến Phan Lâm, lương hồ khiếu trầm giọng nói tiếp bây giờ chúng ta đã xúc phạm đến hàn gia rồi không thể liên lụy đến hắn các con nên biết hàn gia có vị trí gì ở yến đô này chống lại hàn gia yến đô không ai dám giúp chúng ta đâu phan lâm dù sao thì cũng là người của giang thành ta không muốn hắn vì chúng ta mà đánh nhau với hàn gia lát nữa hắn tới đây nếu như sự việc không thành thì hãy kêu hắn trở về giang thành ngay không được liên quan gì đến chuyện này nữa mọi người nghe xong thì đều im bặt Lương Hồ Khiếu mặc dù đã ra quyết định, nhưng thật sự là muốn bảo vệ Phan Lâm. Phan Lâm tuổi còn trẻ, lại có thành tựu như vậy, tương lai có thể là vô biên. Lương Hồ Khiếu tự nhiên là không muốn để cho Lương Gia liên lụy đến Phan Lâm. Ông cả, ông hai, ba, người của Hàn Gia đến rồi. Đúng lúc này, Lương Huyền My đột nhiên xông vào trong phòng bệnh thở dốc nói. Cái gì? Mọi người đều biến sắc. Làm sao bây giờ? Một người nhà họ Lương hơi e ngại. Đừng lo lắng, đây là bệnh viện, bọn họ không dám lộn xộn đâu." Lương Hồ Khiếu lập tức đứng dậy xuống giường, khoác áo khoác, "Đi thôi, chúng ta đi gặp bọn chúng." Người nhà họ Lương chỉ biết cắn răng chịu đựng, đi cùng với Lương Hồ Khiếu. Khi nhìn thấy người của Hàn gia, sắc mặt của đám người Lương gia đều khó coi tới cực điểm, trong lòng đều là hãi hùng khiếp vía. Bọn họ tính sơ qua thôi, Hàn gia có mấy trăm người, e rằng không phải là vác cả gia tộc tới đây chứ. Đây là muốn làm gì đây? Tìm Lương gia để tính nợ sao? Nhất thời không ít người dùng mình, thầm nuốt nước miếng, Lương Hồ Khiếu hít sâu một hơi, cùng với Lương Huyền Mi nâng lên, đi về phía Hàn Lạc phía trước. Hàn, ông mở miệng định nói, đột nhiên Hàn Lạc hụ gối quỳ xuống, Lương Hồ Khiếu ngần ra, người nhà họ Lương cũng ngây ngốc tại chỗ. Hắn ta đang làm gì vậy? Ngã sắp xuống sao? Quỳ gối xuống sao? Có vẻ như không giống lắm. Ngay khi mọi người đang bối rối thì tất cả mọi người trong nhà họ Hàn đều quỳ gối xuống đột nhiên người nhà họ lương hoàn toàn hóa đá trống rỗng trong đầu xe của phan lâm chậm rãi dừng trước cửa biệt thự cao xa hồng anh cô về trước đi phan lâm liếc nhìn hàn long đang đợi trước cổng ồn nhu nói cô về lương gia trước đi tôi vào đây có một chút chuyện đây là cao gia người giàu nhất trung quốc lương hồng anh bất ngờ nói phan lâm cậu có biết cao thiên thu không hắn nợ tôi tiền tôi tới đây để đòi nợ phan lâm đáp lương hồng anh ngây ngốc cười Cao Thiên Thu là người giàu có nhất Trung Quốc, vậy mà còn mắc nợ sao? Cậu nói nhầm rồi sao? Hắn ta có thể nợ cậu bao nhiêu? Cậu phải tự mình đến đòi. Không nhiều lắm đâu, 100 tỷ. Phan Lâm đẩy cửa xuống xe. Cái gì? Lương Hồng Anh gần như không dám tin vào tai mình nữa. Chỉ thấy Phan Lâm đi về phía cổng của Cao gia, sau đó thì liền xuống xe chạy theo. Tổng giám đốc Lâm, hắn long khẽ cúi đầu, "Thôi, vào đi." Phan Lâm liếc nhìn Lương Hồng Anh bên cạnh, không nói gì thưa ngài ngài có hẹn trước không vệ sĩ đứng ở cửa cười hỏi không hẹn mà gặp hiện tại có thể hẹn ông chủ của chúng tôi hiện tại không có thời gian gặp mặt đâu tôi đã nói với ông ấy ngày hôm qua rồi rằng hôm nay tôi sẽ đến chúng tôi không được thông báo người vệ sĩ lắc đầu phan lâm sao có thể không biết chú ý của vệ sĩ chứ cao thiên thù biết phan lâm sắp tới liền bố trí vệ sĩ chặn phan lâm ở cửa nhưng phan lâm dường như không muốn tranh luận với hắn nữa cho ngươi ba giây, nếu như giờ ngươi quay lại gọi Cao Thiên Thu ra ngoài hoặc là mời chúng ta vào trong, có lẽ ngươi vẫn có thể đứng nói chuyện với ta." Phan Lâm bình tĩnh nói, "Thưa ngài, tôi khuyên ngài đừng có làm loạn, đây là cao gia, ngài không muốn ở Yến Thành nữa sao?" Người vệ sĩ nhau mắt lại, nhếch lên khóe miệng không chút sợ hãi, nhưng vừa dứt lời, Phan Lâm đột nhiên đưa tay lên nắm lấy vai hắn, vùng lên. Thân ảnh của tên vệ sĩ lập tức lao ra như một mũi tên sắc bén, đập nát cánh cổng sắt to lớn. Lương Hồng Anh sững sờ. Phan Lâm, cậu điên rồi sao? Cậu thật sự công kích Cao Gia. Cậu có biết người chống lưng phía sau Cao Gia là ai không? Lương Hồng Anh vội vàng hét lên. Chống lưng của hắn có thể lớn hơn ta không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Tôi biết cậu là Long Xoái, địa vị cao, nhưng đứng sau Cao Gia. Lương Hồng Anh ngập ngừng, nhưng Phan Lâm dường như không nghe và hỏi. Còn bao lâu nữa thì hắn mới đến đây? Tối đa là 10 phút. Hắn Long nhìn đồng hồ và nói. Được rồi, vào đi, Phan Lâm xài bước đi vào bên trong. Lương Hồng Anh hít một hơi thật sâu. Đó là ai chứ? Phan Lâm vẫn còn lưu lại mấy tên. Lương Hồng Anh vô cùng sợ hãi, không có thời gian để suy nghĩ, chỉ biết kêu cứu, cùng Phan Lâm bước vào bên trong. Động tĩnh ở cổng khiến cho vệ sĩ của Cao Gia báo động. Một lượng lớn vệ sĩ được trang bị súng ống đạn dược, chuẩn bị huấn luyện kỹ càng lao ra. Dừng lại, tất cả mau dừng lại. Người quản gia đột nhiên xuất hiện hét lớn. Phan Lâm yên lặng quan sát, Lâm Thần Y, người sao lại lỗ mãng như vậy? Tại sao lại muốn xông vào Cao Gia? Quản gia khiển trách. Ta thật không biết lễ nghĩa sao? Vậy thì ngày hôm qua, Cao Gia của các người cũng không có lễ nghĩa rồi. Phan Lâm nhẹ nói. <laughs> Lâm Thần Y có vẻ rất tự tin vào chính mình. Quản gia về mặt khinh thường lãnh đạm nói. Nếu tiên sinh đã đến đây, chủ nhân đã dành chút thời gian để gặp ngài rồi. Mời đi cùng với tôi. Chủ nhân đang đợi ngài ở đại sảnh. Dứt lời hắn liền quay người dẫn đường lúc này bên trong biệt thự cao gia cao thiên thu đang ngồi ở bàn cà phê uống trà cao nội kiệt ngồi ngả lưng trên sofa vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm với cao thiên thu khi phan lâm và hàn long bước vào cao nội kiệt hơi nhau mắt với nụ cười vui tươi trên khuôn mặt ây dô lâm thần y mấy ngày nay không gặp cứ như là ba mùa thu vậy hoan nghênh hoan nghênh giọng nói khá tranh chùa lâm thần y tới ngồi nếm thử trà do tôi pha đi, đây là long tỉnh ngon nhất nước. Tôi vất vả lắm mới có được, hương vị cực kỳ ngon." Cao Thiên Thu cười nói, với thái độ này hoàn toàn không thể nhìn ra bộ dạng vừa rồi còn đem Phan Lâm đứng ở bên ngoài không cho vào mắt. "Ông Cao khách sáo quá rồi, lần này tôi muốn cùng với Cao gia giải quyết tiền nợ, nếu như tiện thì ông Cao đây đang rảnh, mời ngài đi lấy tiền đưa cho tôi đi." Phan Lâm ngồi trên ghế sofa, châm một điếu thuốc, nhẹ giọng nói, Tiền nợ sao? Tiền nợ gì? Lâm tiên sinh đang nói cái gì vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu. Cao Thiên Thu về mặt khó hiểu nói. Xem ra, ông Cao đây là muốn trốn nợ. Phan Lâm chậm rãi nói. Lâm thần y, ngày hôm qua, người phái Hàn lòng tới nói chuyện này với ta. Ta nghĩ câu trả lời của ta đối với Hàn Tổng đây. Hàn Tổng nên nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi khẳng định chúng ta nợ ngươi 100 tỷ, thì hãy đem bằng chứng lấy ra đây. Lấy ra chứng cứ nợ trăm tỷ như thế nào? Nếu như đưa được thì ta sẽ trả tiền ngay, không bao giờ trốn nợ. Cao Thiên Thu cười ra vẻ bình tĩnh. Phan Lâm nghe tiếng thì liền gật đầu. Ra đây. Lâm Thần Y, ngài nếu như không có việc gì thì xin mời rời đi. Bà tôi còn có khách muốn gặp, nhưng tôi không có thời gian để cùng ngài đi đâu. Cao Nội Kiệt cười tùm tìm nói, lập tức phát lệnh, sơ tán. Ta không nghĩ rằng ta sẽ rời khỏi Cao Gia cho đến khi có được 100 tỷ. Phan Lâm lắc đầu. Người chắc chắn chứ, cao nội kiệt nhau mắt sau đó búng tay nhưng chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc một bộ đồ đường bước vào từ cửa hông vẻ mặt của người đàn ông này nghiêm nghị sau lưng cầm một thanh trường kiếm thân hình khống chế ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sát khí lâm thần y ta biết ngươi đánh nhau rất giỏi trong giới võ lâm ngươi được gọi là cái gì y võ nhưng ta phải nói cho ngươi biết đây là cao gia đây là nhà giàu có nhất ở trung quốc này chỉ cần ngươi có tiền Cao thủ gì chúng ta cũng có thể mời tới. Ta khuyên ngươi đừng náo loạn ở đây. Nếu không, ta sợ cả đời này ngươi sẽ hối hận đấy. Cao nội kiệt cười cười không hề hoảng sợ. À kiệt à, ngươi nói chuyện như thế nào vậy? Thật là thất lễ quá. Cao thiên thù uống một hơi trà. Sau đó thì hối lỗi nói. Lâm thần y, đừng xúc phạm. Nó còn nhỏ, hơi thằng thừng. Để tôi giới thiệu. Đây là khiếu Tây Phong, Đại Hiệp, Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để mời vị này đến phụ trách cho sự an toàn của tôi. Lâm Thần Y, ngài cũng biết rằng tôi là người giàu nhất Trung Quốc. Không biết đã bao nhiêu tên xã hội đen đã tấn công tôi. Vì vậy, an toàn cá nhân của tôi cần được ưu tiên hàng đầu. Mong ngài thứ lỗi. Khiếu Tây Phong sao? Lương Hồng Anh giật mình. Khiếu Tây Phong là cao thủ của một phái kiếm thuật. Đừng nhìn cậu ta còn trẻ, nhưng cậu ta đã được phong là kiếm vương rồi. Cao nội kiệt bật cười, Lương Hồng Anh hơi thở run rẩy. Cô ta không biết kiếm vương là gì, có lẽ Lương Huyền Mi sẽ biết, nhưng cô ta hiểu ý đó là gì. Phan Lâm, đi thôi, nghe lời Cao Nội Kiệt, người này sợ rằng chống lưng phía sau Cao Gia mời tới, khó đối phó, không dễ đối phó sao. Phan Lâm liếc mắt nhìn thiếu niên kia, lắc đầu nói, ta xem hắn chẳng qua là cái gì chứ. Người nói cái gì? Một luồng sát khí mạnh mẽ và lạnh lùng xẹt qua trong mắt người thanh niên kia. Người, người mau nói lại cho ta nghe xem. Ta cảm thấy người cũng không còn gì hơn. Phan Lâm không chút do dự trực tiếp mở miệng. Những lời này rơi xuống đất, sát khí của thanh niên kia bùng lên như thủy triều, kiếm sau lưng khẽ rung lên. Cao nội kiệt giật mình, bật dậy khỏi sofa, lùi lại. Hắn chỉ là một người bình thường, làm sao có thể chịu đựng được khí tức của những vị cao thủ này chứ? Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám coi thường ta như vậy. Hôm nay nhất định ta phải ra tay, người sẽ không thể rời khỏi biệt thự này. Khiếu Tây Phong lạnh lùng nói. Này, Đại Hiệp, Lâm Thần Y cũng là bằng hữu của tôi. Ngài dập lừa, dập lừa đi, nếu như không, để cho Lâm Thần Y bồi thường ngươi một trăm tỷ. Còn ngài thì nể mặt tôi, việc này coi như thôi đi. Cao Thiên Thu nhanh chóng đứng dậy nói. Khiếu Tây Phong liếc nhìn Cao Thiên Thu, không nói gì. Cao Thiên Thu vội vàng nói với Phan Lâm. Lâm Thần Y, Đại Hiệp không quan tâm đến ngươi. Chỉ cần ngươi để lại 100 tỷ, ngươi có thể trở về. Đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho ngươi, ngươi phải giữ lấy nó. Lương Hồng Anh khi hay tin thì đã rất tức giận. Ông Cao, ngài đang dọa dẫm bọn tôi sao? Lương Hồng Anh không kìm được nữa mà tức giận hét lên. Cô là Lương Tiểu Thư của quốc tế Hồng Trang có đúng không? Lương Tiểu Thư nói cẩn thận một chút. Tôi đang giúp Lâm Thần Y, sao có thể là tống tiền được chứ? Cao Thiên Thu cao mày, Người và hắn là cùng một phe, các người đó rõ ràng là cùng một nhóm. Lương Hồng Anh nghiến rằng, Lương Tiểu Thư, nếu nói như vậy, thật sự là không biết người tốt. <laughs> người cho rằng ta đang dọa dẫm Lâm Thần Y, việc này ta liền mặc kệ, tùy các ngươi giải quyết sau. Cao Thiên Thù trầm giọng, xua tay không nói nữa. Khiếu Tây Phong đi thẳng về hướng Phát Lâm, Ồ, 100 tỷ mua một cánh tay, có phải là chuyện lời hay không? Biết đâu, hết tiền thì có thể kiếm được nhiều hơn, nhưng nếu không có tay thì ngươi sẽ không thể mọc trở lại được. Cao nội kiệt liếc mắt cười, xem vài người như đang nhìn một đám hề. Lương Hồng Anh tái mặt và có chút choáng ngợp. Phan Lâm vẫn ngồi trên ghế sofa, yên lặng nhìn khiếu Tây Phong đi tới. Ngươi thật ngốc, những người ngươi mang theo còn ngốc hơn, khiếu Tây Phong gàn giọng. Phan Lâm trầm mặc không nói. Vì ngươi thô lỗ không chịu trả tiền, vậy thì ta chấp tay. Khiếu Tây phòng trầm giọng, sau đó thì hai mắt chợt híp lại, bàn tay nhanh như chớp rút ra trường kiếm sắc bén sau lưng, cực kỳ nhanh chóng. Bình thường mọi người thậm chí không thể phản ứng kịp thời, Lương Hồng Anh và Hàn Long không kịp phản ứng, Cao Thiên Thù vẫn đang uống trà, nở nụ cười nhìn về phía trước. Cao Nội Kiệt với vẻ mặt hưng phấn bà xem cảnh này, nhưng tại đúng thời điểm này, một lưỡi kiếm rất nhỏ động nhẹ vang lên sau đó chỉ nhìn thấy thanh kiếm của khiếu tây phong đang cầm đã bị phan lâm kẹp chặt bằng hai ngón tay không thể di chuyển cái gì khiếu tây phong sững sờ cao ra hai cha con đều sững sờ lấy bắt được rồi sao lương hồng anh che miệng sững sờ mà hàn long không ngạc nhiên trên mặt nở nụ cười tự mãn thủ đoạn thế này mà cũng đòi tống tiền một trăm tỷ sao Phan Lâm hở hững nói, ngón tay đột nhiên dùng sức một chút, thanh kiếm dài được gấp lại thành hai mảnh ngay tại chỗ. Khiếu Tây Phong chấn động vui vẻ phía sau, cầm kiếm gãy, nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Người... người đến tột cùng là ai? Không phải ông Cao đã giới thiệu rồi sao? Giang Thành, Lâm Thần Y. Phan Lâm ném thanh kiếm gãy xuống đất, bình tĩnh nói. Người xúc phạm ta, theo quy củ của ta, ta sẽ phế bỏ tay chân của người. Nhưng ta cũng thuân theo nguyên tắc. Người trả cho ta 400 tỷ, ta sẽ buông tha cho ngươi. Thế nào? Ngươi nói cái gì? Khiếu Tây Phong hơi thở dùng mình, lừa giận trong lòng càng ngày càng mạnh. Chưa từng có ai dám dọa dẫm hắn như thế này. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không cho ngươi một xu. Khiếu Tây Phong gầm gừ, như không chịu thua, cầm kiếm gãy hướng về phía văn Lâm mà chém tới. Năng lượng kiếm bạo phát ra đột ngột, như muốn phá hủy mọi thứ trong biệt thự này. Lương Hồng Anh kinh hãi hét lên, rồi vội vội vàng vàng quay lại. Cao nội kiệt chân mềm nhũn, những người bình thường như họ đơn giản là không thể tiếp xúc được với một võ sĩ đẳng cấp như vậy. Chỉ có Hàn Long và Cao Thiên Thu vẫn bình tĩnh, mà Cao Thiên Thu vẫn sợ hãi, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc sâu sắc. Hàn Long khác với những người này, hắn đã nhìn thấy quá nhiều cường giả, tuy không phải là chiến binh, nhưng suốt ngày giao thủ với chiến binh, thực lực khiếu tây phong thể hiện không đủ với hắn phan lâm khẽ cau mày chuyển động ngón tay một luồng khí tức từ đầu ngón tay bùng nổ sau đó giống như có mấy bàn tay to quấn lấy khiếu tây phong sức mạnh khiến cho khiếu tây phong phóng ra lập tức bị những hơi thở này của phan lâm bao phủ đến mức không thể bắn tung tóe ra ngoài để làm bị thương hàn long và những người khác cây gì khiếu tây phong ánh mắt run lên làm thế nào mà hắn ta đã từng nhìn thấy sức mạnh bí ẩn như vậy lúc này hắn rốt cuộc cũng nhận ra lâm thần y trước mặt mạnh mẽ cỡ nào hắn muốn thu tay lại rời đi nhưng rõ ràng là đã quá muộn khí thức mỏng manh lại cuốn lấy tứ chi của hắn rồi đột nhiên phát lực bốn tiếng nổ vang lên chỉ thấy tay chân của người đàn ông này bị nổ tung thành từng mảnh cả người từ trên không rơi xuống bàn cà phê đậm nát hiện trường thành một đống hỗn độn hắn ta nằm trên mặt đất đầy gạch vụn cơ thể co giật không thể cử động Cao Thiên Thu và Cao Nội Kiệt hoàn toàn hóa đá. Cao thủ mà họ thuê tới với số tiền lớn dễ dàng bị Phan Lâm đánh bại. Một lời không hợp liền giết người. Ngày thường bàn tay ta đã nhuốm đầy máu tươi. Ban đầu vốn định giết người. Nhưng hôm nay có chị của ta ở đây. Ta không muốn cô ấy chứng kiến cảnh tàn nhẫn. Vì vậy ta sẽ tha chết cho người. Phan Lâm nhẹ nói. Khiếu Tây Phong nằm trên mặt đất khó mở miệng nói được nên lời. Cao Nội Kiệt ra đầu ngứa gian tê dại. Phan Lâm nhìn Cao Thiên Thu, ông cao ngài có chắc không trả tiền không cao thiên thu sắc mặt khó coi tới cực điểm nhưng đến mấu chốt hắn sao lại nhả ra chứ lâm thần y cao tay nhưng đáng tiếc ngươi không thể làm ta sợ ta vẫn là câu nói kia đòi tiền không có nếu có khả năng ngươi vẫn là tiêu diệt hai cha con ta đi cao thiên thu thấp giọng nói là một thương nhân thành đạt ông ta đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng còn lớn lao hơn thế mặc dù màn trình diễn của phan lâm khiến ông ta kinh ngạc nhưng rõ ràng là không đủ để khiến cho ông ta nhượng bộ tôi hiểu phan lâm gật gật đầu sau đó nhìn nghiêng qua hàn long bọn họ đến chưa hàn long giơ tay liếc nhìn đồng hồ đúng lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên hắn nhấn nút kết nối nói vài câu sau đó ngẩng đầu nói tổng giám đốc lâm bọn họ đã tới cửa cao ra bọn họ đang chờ chỉ thị bảo bọn họ trực tiếp đi vào đây phan lâm nhẹ nói vào đây sao hàn long giật mình ý anh là Tất cả tiến vào. Phan Lâm quay đầu nói từng chữ một. Hàn Long thở vào một hơi, lập tức cầm điện thoại nói. Lâm Soái bảo các người vào đi. Các người đều vào cả đi. Lâm Soái sao? Cao Thiên Thù hơi sừng sốt. Được rồi, Lâm Thần Y, ngươi còn gọi ai nữa? <laughs> người nói dối ta, Cao ra không có ai đúng không? Cao Nội Kiệt nghiến răng lấy điện thoại ra hết lớn. Toàn bộ các người tới đây cho ta. Ngay lập tức, rất đông người mặc đồ đen xông vào biệt thự cầm súng từng người từng người một nhắm vào phan lâm lương hồng anh thở gấp sắc mặt tái nhợt cao thiếu ra ông cao có chuyện gì thì từ từ nói đừng hấp tấp cô ta vội vàng hét lên nhưng phan lâm đã ngắt lời cô ông cao tôi vẫn luôn cho rằng con trai của ông ngốc nhưng không ngờ ông còn ngốc hơn con trai của ông nhiều ý của ngươi là gì đây cao thiền thù cao mày phan lâm từ trong túi áo khoác lấy ra một bao thuốc lá châm một điếu thuốc bình tĩnh ngồi ở trên sofa nói. Tôi vốn chỉ là muốn hỏi ông 100 tỷ, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới ông thật sự sẽ lấy cả cao xa để đối đầu với tôi. Ông không phải là một doanh nhân đủ tiêu chuẩn. Cao Thiên Thu càng thêm bối rối nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Họ Phan kia, đừng có giờ trò quỷ ở đây. <laughs> muốn tống tiền cao xa sao? Ngươi xứng sao? Ta nói cho người biết, ta lấy tiền của ngươi, việc đó là đương nhiên. Còn ngươi lấy tiền của ta sao? <laughs> thật là không biết tự lượng sức mình cao nội kiệt trực tiếp chửi bới bây giờ nòng súng đã nhắm vào phan lâm hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều cho dù phan lâm võ công cao cường trong thế giới quan của hắn cho dù võ công của hắn có cao đến đâu thì cũng không thể nào cao hơn đạn dược phan lâm lắc đầu ông cao nhìn bên ngoài đi bên ngoài sao cao thiên thu giật mình đúng lúc này bên ngoài biệt thự đột nhiên vang lên một trận tiếng ồn trên mặt đất cũng có một chút chấn động Lúc này có nhiều tiếng nổ nữa, nó như thể một quả bom phát nổ. Tiếp theo là âm thanh của các tòa nhà sụp đổ rất rõ ràng. Mọi người đều sừng sốt. Lão gia, không tốt rồi lão gia, đã xảy ra chuyện rồi. Đúng lúc này, quản gia thất kinh chạy vào biệt thự hét lên. Chuyện gì đã xảy ra thế? Cao nội kiệt lo lắng hỏi. Bên ngoài có rất nhiều người đến, cũng có rất nhiều người tới đây. Quản gia run rẩy hét lên, nghiến răng nghiến lợi đáp. Người của ngươi sao? Cao nội kiệt hung hăng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Nói đúng ra, không phải là người của tôi. Phan Lâm nói, đừng có nói nhảm nữa. Cao nội kiệt giật súng từ tay của người mặc đồ đen bên cạnh, tiến lên vài bước, nhắm ngay chán Phan Lâm, gầm lên. Bảo bọn chúng cút ngay, nếu không, ta sẽ khiến cho đầu của ngươi nở hoa đấy. Cao nội kiệt, ngươi hãy bỏ súng xuống ngay lập tức, nếu không thì ngươi sẽ phải hối hận đấy. Hàn Long nghiêm nghị hét lên. Cái gì? Ngươi dám đe dọa ta sao? <laughs> có tin hay không? Ta bắn nát đầu hắn. Cao nội kiệt trời rùa. Ta sợ rằng trước đó thì ngươi sẽ trở thành đám thịt vụn thôi. Hàn Long lạnh lùng nói. Sao cơ? Cao nội kiệt sững sờ, tự hồ như không hiểu ý của Hàn Long. Nhưng đúng thời điểm này, tường của biệt thự đột nhiên bị mở ra. Sau đó một chiếc xe bọc thép to lớn lao tới. Họng súng dài mấy mét nhắm thẳng vào cao nội kiệt. Mọi người đều sừng sốt. Cao thiền thù càng thêm sững sờ, mặt không còn chút máu. Không được nhúc nhích, tất cả đứng im, không được nhúc nhích tiếng la hét vang vọng khắp căn biệt thự chỉ thấy một làn người xông vào biệt thự nhắm vào mọi người trong biệt thự với hàng vũ khí tối tân các vệ sĩ mặc đồ đen hoàn toàn choáng váng họ vội vàng buông súng lục xuống giơ hai tay lên đầu hàng so với những người kia thì thứ bọn họ có trong tay đơn giản chỉ là đồ chơi không đáng kể cao nội kiệt lúc này mới hoàn toàn hóa đá tay cầm súng run lên trợn mắt há hốc miệng nhìn chiếc xe bọc thép to lớn đang nhắm vào mình hai con người trong mắt Đều không thể khép lại Mở to ra hết cỡ Cái này... Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao lại có chuyện như vậy xảy ra? Cao nội kiệt ngay người nói Đầu óc trở nên trống rỗng Phan Lâm đứng lên Cầm lấy súng trong tay Ồn nhủ nói Người muốn biết nguyên nhân sao? Cao nội kiệt nuốt nước bọt Kinh ngạc nhìn Phan Lâm Lầm xoái Đúng lúc này Một tiếng kêu vang lên Nhưng nhìn thấy Thang Gia Tuấn đi theo một người đàn ông trung niên Bước vào căn biệt thự của Cao Gia vội vàng cúi đầu chào anh ta lâm soái con trai nhỏ dại thật là có mắt không chồng đã xúc phạm đến ngài còn mời ngài đại nhân có đại lượng chớ có cùng tiểu tử này chấp nhận ta đã yêu cầu nó rút hết cổ phần ở quốc tế hồng trang rồi làm ơn bình tĩnh lâm soái người đàn ông trung niên cúi đầu kêu lên gấp gáp giọng nói vừa chân thành vừa sợ hãi lâm soái sao cao thiền thù kinh ngạc nhìn về phía phan lâm người người là thống soái của trung quốc sao không phải. Phan Lâm bình tĩnh nói. Ta là Long Soái của Trung Quốc. Long Soái thứ ba. Cao Thiên Thu ngồi bệt mông xuống đất. Hai chân hoàn toàn mềm nhũn. Hắn chưa từng tưởng tượng được Phan Lâm còn có thân phận như vậy. Chẳng trách. Phan Lâm vừa nói. Hắn liền thâu tóm toàn bộ cao xa. Hóa ra là ý tứ này. Chĩa súng vào một Long Soái của đất nước. Đây là tội lớn. Cần chu di cửu tộc. Xong rồi. Thế là xong rồi. Cao Thiên Thù run lên không ngừng, hai hàm răng điên cuồng va chạm vào nhau, cả người như sắp sụp đổ. Tại sao điều này lại xảy ra chứ? Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy? Cao Nội Kiệt dùng mình không nổi nữa. Lâm Soái, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi nguyện ý bồi thường ngài 100 tỷ. Tôi nguyện ý bồi thường cho ngài. Xin tha cho tôi. Cao Thiên Thù vội vàng quỳ trên mặt đất, không ngừng quỳ gối thừa nhận, không ngừng dập đầu. Giờ phút này, ông ta không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Người biết 100 tỷ là tiền gì không? Phan Lâm đi tới gần Cao Thiên Thu, nhẹ giọng hỏi. Tôi... tôi không biết. Cao Thiên Thu run giọng trả lời thận trọng. Ta sẽ xây dựng một xa lộ. Chừng nào xa lộ này hoàn thành, ta sẽ tiếp tục sản xuất thuốc men, hỗ trợ các doanh trại quân đội, thậm chí hỗ trợ chiến tranh ở miền Bắc. Với thuốc men của ta, tỷ lệ thương vong của binh lính miền Bắc có thể giảm đi ít nhất là 30%, ít nhất 1.000 chiến sĩ sống mỗi ngày. Nhưng người có tiền mà không chịu trả, Việc trì hoãn hết lần này đến lần khác khiến ta không thể hoàn thành con đường này. Người biết điều đó có nghĩa là gì không? Những lời này vừa rơi xuống đất, Cao Thiên Thu lập tức lạnh buốt sống lưng. Ông ta nhìn quanh một cách bí mật. Chắc chắn đôi mắt của những người lính có mặt ở đây đều đỏ bừng, hô hấp trở nên gấp gáp. Ánh mắt nhìn Cao Thiên Thu đầy tức giận và gây tầm. Cao Thiên Thu trong lòng rên rỉ, vội vàng kêu lên. Lầm xoáy. Tôi thật sự không biết ngài có ý như vậy. Nếu như tôi biết ngài có ý như vậy, tôi làm sao dám chậm trễ. Tôi đầy nguyện ý trả cho ngài 200 tỷ. Chỉ cần lâm soái có thể tha cho tôi, tha cho cao gia của chúng tôi. Hôm nay 200 tỷ liền vào tài khoản. 200 tỷ sao? Không đủ. Phan Lâm nhàn nhạt, nhạt, lắc đầu nói. Người ít nhất phải chán 500 tỷ. Năm, 500 tỷ sao? Cao Thiên Thu ngẩn ra. Lâm Soái, ngài muốn đem cao gia hút sạch sao? Dù là người giàu nhất, nhưng giá trị tài sản của Cao Thiên Thu cũng chỉ vừa lên tới 600 tỷ. Nếu như thật sự phải trả cho Phan Lâm nhiều tiền như vậy, e rằng sẽ phải bán hết tài sản mất. Đừng nói rằng người giàu nhất đã là hoa trong trăng, gương trong nước. Và liệu ông ta có thể được gọi là người giàu nhất hay không còn là một câu hỏi. Đây là của cái tích góp của các thế hệ Cao Thiên Thu. Bao nhiêu đời nay, Cao gia tích góp chỉ được ngốc gần đấy. Thế mà, làm sao có thể ngoan ngoãn giao nộp đây? Vậy ông có ý kiến gì khác sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Không, không, không bao giờ. Cao Nội Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Ngài muốn chúng ta đưa 500 tỷ, muốn chúng ta chết sao? Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Ta cho ngài tối đa là 200 tỷ, ngài có muốn hay không đây? Kiệt à, câm miệng. Cao Thiên Thù quát. Ba, tên này sẽ không cho chúng ta một lối thoát. Vậy thì tại sao phải lễ phép với bọn họ chứ? Cao Nội Kiệt không phục. Cao Thiên Thù trong lòng lo lắng, trực tiếp giơ tay tát hán một cái bàn tay. Một cái tát rõ ràng vang lên. Cao nội kiệt che mặt kinh ngạc nhìn phụ thân. Im đi, đừng làm ổn nữa. Nếu không ta sẽ xé xác con ra. Cao thiên thù thấp giọng gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu. Cao nội kiệt dùng mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cha mình trông như thế này. Cao nội kiệt hít sâu một hơi, nhìn về phía văn lâm. Lầm xoái, con trai ngu dốt không hiểu chuyện, chống đối ngài. Tôi... tôi thay mặt nó, cầu xin ngài, xin lỗi ngài. Hiện tại, Tôi không muốn nghe thêm những lời vô nghĩa nữa. Như ông đã thấy, ông đang lãng phí thời gian của chúng ta. Tôi chỉ muốn biết 500 tỷ ông có đưa hay không đưa. Phan Lâm trầm giọng nói. Lâm xoái, tôi hiện tại... Tôi hiện tại không có nhiều tiền như vậy. Thật sao? Phan Lâm giơ tay vẫy nhẹ. Trong phút chốc, xe bọc thép xung quanh đều bắt đầu di chuyển, trực tiếp đánh vào tất cả các đồ đạc trang trí trong biệt thự. Tường thành cũng bị đập tan. Toàn bộ căn biệt thự tan nát, đổ nát. Những đồ đạc được gọi là cao cấp và sang trọng đó đã trở thành bụi dưới lớp thép kia. Cao nội kiệt dùng mình trợn tròn mắt nhìn sang. Ông Cao, số tiền này không chỉ là ông nợ tôi mà ông còn nợ bác cung quân. Chuyện này tôi có thể nói cho ông biết. Nếu như ông nhất định không đưa, tôi sẽ không bao giờ ép buộc ông. Tôi lập tức đưa người rời đi. Nhưng lúc đó hậu quả sẽ như thế nào? Ông có hiểu không? Phan Lâm bình tĩnh nói, cao thiên thù hơi thở đông cứng lại sắc mặt dán nua tái nhợt vô cùng lần này cuối cùng ông cũng hiểu tại sao phan lâm lại chịu khó gọi cho quân đội chính thức bởi vì bây giờ không còn là chuyện giữa cao gia và phan lâm nữa mà là chuyện giữa cao gia phan lâm cùng tiền tuyến quan phương trừ phi cao gia không muốn ở lại trung quốc nữa còn không thì tiền nào cũng phải trả nếu như không trả tiền, không chỉ những sàn nghiệp này của Cao Gia đều chật vật, không thể tiếp tục nữa, mà còn e rằng hết thảy người của Cao Gia đều sẽ phải vào... Cao Thiên Thu hít một hơi thật sâu, khản giọng nói. Lâm xoái, cho tôi một chút thời gian, số tiền 500 tỷ quá lớn, một chốc một lát, tôi không thể lấy ra được, tôi cần bán bớt tài sản đi, giải quyết tài khoản, tôi gộp số tiền này lại với nhau, mới đủ, dù sao thì ở Trung Quốc, hiện tại không ai có trong tay 500 tỷ quỹ lưu động. Tôi có thể cho ông hai ngày. Có thể. Cao Thiên Thu lập tức gật đầu đồng ý. Ông biết rằng bây giờ ông ta không còn quyền từ chối. Vào lúc này ngày mốt, nếu như tiền không đến, ông Cao, ông liền đi báo cáo với bác Cảnh Quân đi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Đôi mắt của Cao Thiên Thu run lên, tìm lỡ một nhịp. Nhưng cuối cùng thì ông ta cũng đồng ý. Vậy thì quyết định như vậy đi lâm xoái tôi xin phép đi trước đi chuẩn bị nợ để trả càng sớm càng tốt cao thiên thu khản giọng nói sau đó lôi kéo cao nội kiệt rời khỏi biệt thự hãy nhớ rằng đây là cơ hội cuối cùng của ông mà sự kiên nhẫn của tôi thì là có hạn thôi phan lâm bình tĩnh nói cao thiên thu giật mình không nói gì vội vàng rời đi cha con cao thiên thu đi ra vội vàng khi đang bước đi sắc mặt của cao nội kiệt vô cùng tái nhợt toàn thân phát run chân có chút không thể đứng thẳng được Phan Lâm vung tay lên, tất cả binh lính rời khỏi hiện trường, đến đây, Phan Lâm vẫy một tên đại thống lĩnh, sau đó đại thống lĩnh tiến lên vài bước, hướng về phía Phan Lâm chào, mời Long Soái chỉ thị. Người sẽ giám sát 500 tỷ của Cao gia, sau khi nhận được 500 tỷ thì phân bổ 400 tỷ cho chi tiêu quân sự của Bắc Cảnh, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, ta sẽ tiếp tục cung cấp thuốc trị thương cho Bắc quân, tăng thêm dược liệu, còn các loại thuốc kháng dự kiến 3 ngày nữa sẽ cung cấp. Sau khi ngươi về thì báo cáo với Lôi Phúc để hắn nhận lệnh và chuẩn bị. Phan Lâm nói. Vâng, thưa lòng Soái. Đại thống lĩnh nhanh chóng đáp lại, ánh mắt phấn khích. Chúng ta trở về thôi. Vâng. Đại thống lĩnh cúi đầu một lần nữa rồi ngẩng cao đầu rời đi. Hàn Long bên cạnh lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng Lương Hồng Anh thì sững sờ. 400 tỷ cứ như vậy mà lấy ra sao? Đây là sự giàu có mà nhiều người thậm chí không thể mơ tới. Lương Hồng Anh nhìn Phan Lâm thật sâu, trong lòng có cảm giác ngưỡng mộ. Nhưng mọi thứ không kết thúc ở đó, bởi vì trong biệt thự vẫn còn có hai người quỷ gối. Đó chính là Thang Gia Tuấn và cha của hắn Thang Hổ. Hai người không dám nhúc nhích, yên lặng chờ Phan Lâm trả lời. Không ai nghĩ rằng Phan Lâm chính là long soái thứ ba ở Trung Quốc. Loại địa vị này không phải là thương nhân như bọn họ có thể so sánh được. Ngay cả cao gia, quyền cao chức trọng là thế mà cũng bị Phan Lâm tìm tùy tiện một cái lý do liền có thể chỉnh cho không còn gì nữa. Nếu như Phan Lâm muốn tấn công thang gia bọn họ, thì bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Thang hồ. Phan Lâm đưa mắt nhìn về phía thang hồ. Mời Lâm xoái trách phạt. Thang hồ vội vàng quỳ lạy trong lòng kinh sợ. Trách phạt sao? Phan Lâm khẽ khịt mũi nghiêng người nói. Hàn Long, nói cho tôi phát hiện của ông đi. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lâm. Hàn Long gật đầu sau đó nói thẳng ra, tháng 3 năm 2017, người bắt cóc con gái chủ tịch công ty công nghệ Nam Phong ép cô ta phải từ bỏ dự án ở khu công nghiệp ngoại ô phía Tây thành phố để cho người kiếm được hũ vàng đầu tiên, nhưng các người vẫn chưa đủ, lại nhiều lần uy hiếp chủ tịch Nam Phong Khoa học Kỹ thuật muốn mượn cớ nhập cổ phần để thuận lợi chiếm lấy Nam Phong Khoa học Kỹ thuật, sau đó đem đổi thành thang thành Khoa học Kỹ thuật. Chủ tịch công nghệ Nam Phong đau lòng nhảy lầu tự tử vào tháng 10 cùng năm, tháng 5 năm 2018, các người dùng thủ đoạn giống nhau bắt đầu chiếm đoạt cổ phần của Yến Đô và một số công ty lớn nhỏ ở các tỉnh lân cận. Bằng hàng loạt thủ đoạn như bắt cóc, tống tiền, phù khống, tung tin đồn thất thiệt, lấn chiếm cổ phần của một số lượng lớn các công ty, tập đoàn đem tất cả các công ty này chuyên thành quyền sở hữu riêng. Vào tháng 4 năm 2019, Chủ tịch công ty Sông Giao công khai chống lại công nghệ thăng thành của các người nhưng lại bị các người thuê sát thủ diệt trừ cả nhà, thậm chí đứa con gái mới 3 tuổi của ông ta cũng không tha. Tính đến hôm nay đã có 37 người chết dưới tay công nghệ thăng thành của ngươi, nhưng tất cả đều bị ngươi làm giả thành tai nạn. Hàn Long hùng hồn nói, liệt kê từng điều xấu xa mà hai cha con đã làm bao năm qua. Hai người tái mặt vì kinh ngạc, run rẩy, mồ hôi nhễ nhại. Lương Hồng Anh càng kinh ngạc, sau đó liền tức giận, "Các người, các người thế mà làm ra những việc không bằng heo chó này?" Cô ta luôn cho rằng công nghệ thăng thành xâm nhập các công ty khác chỉ để kiếm tiền, sao có thể nghĩ rằng bọn họ cũng đã giết nhiều mạng người như vậy. Lâm xoáy, những thứ này đều là dối trá, đều là dối trá. Chúng ta không, không làm. Thằng Hồ run rẩy nói, còn muốn cự tuyệt, nhưng Phan Lâm có vẻ không muốn nghe. Hắn bước đến chiếc bàn gãy bên cạnh, chậm rãi nhặt kiếm gãy trên mặt đất của khiếu Tây Phong. Sau đó, Khiếu Tây Phong còn đang nằm trên mặt đất trợn tròn mắt kinh hãi. Nhưng Phan Lâm mặc kệ Khiếu Tây Phong hướng về phía hai cha con kia mà đi tới. Lầm xoái, ngài... ngài làm sao vậy ạ? Thang Hồ kinh ngạc đến mức ngồi dưới đất, cả người run lên. Dù cha con Cao Thiên thù không khách sáo với ta và xúc phạm ta nhiều lần, nhưng ta có thể chấp nhận. Chỉ cần bọn họ trả lại tiền, ta sẽ không khiến họ phải khó xử. Nhưng những gì các người làm đã vượt quá ranh giới cuối cùng của ta rồi. Phan Lâm nhẹ nói, lòng bàn tay run lên. Một luồng khí đáng sợ bay ra từ thanh kiếm bị vỡ. Lấy thanh kiếm vỡ làm nguyên mẫu và biến thành một khí kiếm. Đây là sức mạnh thăng thiên thuần khiết nhất, khiếu tay phòng ngơ ngác nhìn chầm chầm vào tia khí kia. Tâm trạng đã chìm xuống tận đáy cốc. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu được khoảng cách giữa hắn và Phan Lâm đáng sợ như thế nào. Hai cha con bị dọa đến kinh hãi. Thang gia Tuấn há miệng, không nói được lời nào. Thằng hổ điên cuồng quỳ xuống, run rẩy kêu to. Lâm xoái tha mạng, lâm xoái tha mạng. Lâm xoái, chỉ cần ngài có thể tha cho chúng tôi, chúng tôi nguyện ý giao tất cả mọi thứ của thang thành công nghệ, xin tha cho chúng tôi. Thang thành công nghệ cũng đã phá vỡ giá trị thị trường 100 tỷ dưới sự quản lý của thang già và con trai, nhưng Phan Lâm thực sự không quan tâm. 400 tỷ đã đủ chi tiêu cho quân đội Bắc Cảnh, lại có thêm thuốc hỗ trợ của chính hắn. Trận chiến này hẳn là không khó đánh nữa. Thang Gia Tuấn, Thang Hổ, các ngươi đều là người không hiểu võ công. Ta nghĩ phía sau các người còn có người chống lưng khác. Các người không thể tạo ra một thanh thành khổng lồ trong thời gian ngắn như vậy. Nói cho ta biết, phía sau các người là ai? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Những lời này như đánh trúng tim đen của Thang Hổ. Ông ta thở hát ra một hơi, sau đó đột nhiên im lặng, không nói một lời. Phan Lâm không nói nhảm nữa, vùng kiếm khí quanh cổ của Thang Hổ. Thang Hổ đột nhiên dùng mình, nghiến ra nghiến lợi. Lâm Soái vô duyên vô cớ, ngài hỏi cái này để làm gì? Biết cái này đối với ngài cũng không có chỗ nào tốt hết. Thế nào, không thể nói sao? Phan Lâm cao mày hỏi, Thang Hồ ngẩng đầu nhìn hắn trầm giọng, "Lâm Soái, nếu là tôi nói ra, ngài thả tôi đi có được không? Tha cho thang gia của chúng tôi không? Nếu như ông sẵn sàng nói sự thật, ta có thể giao ông cho cảnh sát, ông bị kết án như thế nào là tùy thuộc vào bản thân ông." Phan Lâm nói, "Nếu như không nói thì sao? Ông sẽ chết ở ngay tại đây." thang gia còn lại giao cho cảnh sát điều tra. Xem ra tôi đã không có sự lựa chọn. Thang hồ hít sâu một hơi thấp giọng nói. Lầm xoáy, nếu có thể tới gần, để một mình tôi nói cho ngài biết. Phan Lâm lập tức bước tới, thang hồ đứng dậy muốn nói thầm cái gì đó vào tai của Phan Lâm. Nhưng vừa tiến lên một bước, thang hồ đột nhiên vọt tới, trực tiếp húc vào cổ kiếm trong tay Phan Lâm. Đúng là muốn tự sát. Phan Lâm lập tức hủy bỏ sức mạnh thang thiên, kiếm khí hoàn toàn biến mất nhưng thang hồ cũng không chịu thua cổ cứa vào thanh kiếm gãy lúc nãy từ cổ của thang hồ lập tức một lưỡi đao sắc bén cắt qua máu phun ra hắn co quát tại chỗ chỉ trong chốc lát đã chết ba thang gia tuấn gắt gao gầm lên xông vào như một kẻ điên ôm lấy thi thể của thang hồ mà khóc phan lâm cao mày lại đứng sau thang hồ còn liều mạng để cho thang hồ tự sát để giữ bí mật nữa hẳn long tiến lên vài bước kéo thang gia tuấn đi họ phan kia người giết cha ta ta sẽ không đội trời chung với ngươi thang gia tuấn gầm gừ cả người sắp suy sụp ta hại chết trang ngươi sau <laughs> còn những người mà ngươi đã hại chết thì sao đây ngươi đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa phan lâm khẽ nói ta không quan tâm sống chết của những người đó liên quan gì đến ta nếu như bọn họ chết thì sao chứ dù sao thì người giết cha ta ta nhất định phải giết ngươi thang gia tuấn hét lên một tiếng sau đó thì liều mạng chạy tới chỗ phan lâm ngón tay của phan lâm chuyển động Thằng gia Tuấn lại quỳ trên mặt đất, rất muốn đứng dậy, nhưng lại cảm giác được từ trên người có một cỗ năng lượng ngàn cân chuyển tới, khiến hắn vô cùng khó chịu. Phan Lâm mặc kệ hắn mà rút thiên sinh dao ra, chém mạnh về phía thang hồ. Chỉ trong tích tắc, một luồng sáng mạnh mẽ đã bao phủ lấy ông ta. Vết thương trên cổ thang hồ lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ chốc lát sau, thang hồ ha hốc miệng thở khóc, trợn to hai mắt, thật sự là đã sống lại rồi. Cái gì? Thằng gia Tuấn ngần người, Khiếu Tây Phong đang nằm trên mặt đất, càng thêm choáng váng. Phan, Phan, Phan Lâm, người, người đã làm gì vậy? Lương Hồng Anh sự sờ như thể mình còn sống. Tôi, tôi chưa chết sao? Thang Hồ định thần lại ngây người hỏi. Thang Hồ, người tự sát trước mặt ta, có phải hay không là có phần coi thường ta rồi? Phan Lâm nhẹ nói. Trừ phi ngươi bây giờ có thể đem thân thể của mình xé thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vụn, còn bằng không nếu như ngươi muốn chết thì e rằng là hơi khó đấy. Này! Đài... Thang Hồ vừa kinh ngạc vừa tức giận. Nhưng chỉ giây tiếp theo, một cánh tay của Thang Gia Tuấn bất ngờ bị thanh kiếm gãy trên tay Phan Lâm chém đứt lìa. Thang Gia Tuấn kêu lên một tiếng thống khổ, cả người ngã trên mặt đất, co quắp, điên cuồng, máu phun ra từ nơi cánh tay gãy. Gia Tuấn! Thang Hồ vội vàng đỡ lấy con trai, nhưng chỉ một giây tiếp theo, Phan Lâm đã đâm kiếm gãy vào cánh tay kia của Thang Gia Tuấn, ngay người nhìn Thang Hồ. Nếu như không nói cho ta biết, ta sẽ giết hắn. Thang Hồ không sợ chết chút nào, để giữ bí mật này, tha bò mạng còn hơn. Ai cũng có điểm yếu, là một người cha, Phan Lâm cho rằng Thang Gia Tuấn là điểm yếu của Thang Hồ. Lâm Soái là long soái thứ ba của Trung Quốc, ngài tại sao có thể làm ra chuyện đê hèn như vậy? Nhìn con trai không ngừng gào thét, Thang Hồ đau đớn gầm lên, máu chảy ròng ròng trong lòng. Kẻ ác vẫn là kẻ ác mãi sữa. ta sẽ không có biện pháp đặc biệt nào chống lại ngươi, chẳng lẽ còn muốn dùng tình yêu để cảm hóa ngươi sao? Phan Lâm nhẹ giọng nói. Ngài... Tôi... Tôi sẽ nói cho ngài biết. Tôi chỉ xin ngài tha cho con trai tôi. Hãy cho nó một lối thoát. Thang hồ trầm giọng nói. Ánh mắt đầy thâm thúy. Người nói đi. Phan Lâm nhẹ nói. Thang hồ lần này thành thật. Bước tới nói nhỏ một tiếng rồi lui ra. Hàn Long và Lương Hồng Anh phía sau không nghe rõ được gì. Ngay cả khiếu Tây Phong trên mặt đất cũng không nghe rõ. Gã đó là ai? Phan Lâm cao mày hỏi. Tuy nhiên, thang hồ chỉ lắc đầu không trả lời. Phan Lâm ánh mắt chìm xuống, đang định nói, nhưng Thang Hồ lại nói rằng. Lâm Soái, tôi chỉ có thể nói cho ngài cái tên này thôi. Ngài giết tôi và Gia Tuấn, tôi cũng không nói được thêm gì nữa. Hắn đã thấy chết không sờn. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nói. Hồng Anh, gọi cảnh sát, gọi người tuần tra, đưa hai người này đi. Phan Lâm, người là giao bọn họ cho tuần tra sao? <laughs> tốt hơn hết là nên có ít hơn một chuyện, để cho đội tuần tra xử lý là tốt nhất. Lương Hồng Anh gật đầu sau đó thì cầm điện thoại lên gọi cho cảnh sát. Chẳng bao lâu sau, người của đội tuần tra đã đến, hai người bị còng tay đưa đi. Thang hồ nhìn đám tuần tra, dường như nhận ra điều gì đó đột nhiên quay lại. Lầm xoáy, ngài nhất định phải mang đến cho mình họa sát thân. Nếu như làm như vậy, ngài chỉ có thể chết, không có chỗ trôn thôi. Thang hồ gầm lên, nhưng vô ích, ông ta đã sớm bị đội tuần tra bắt đi. Lương Hồng Anh bối rối, liếc nhìn hai cha con đang rời đi, kỳ quái nói. Văn Lâm, lời của thang hồ nói đây là có ý gì chứ đây không phải là kết thúc rồi sao điều này chỉ là khởi đầu thôi phan lâm nhẹ nói khởi đầu lương tiểu thư còn nhìn không rõ sao tổng giám đốc lâm đang dẫn rắn chui ra khỏi hàng hàn long bình tĩnh nói tổng giám đốc lâm giao bọn họ cho tuần tra đám người phía sau thang hồ hẳn là không ngồi yên được vẫn là lo lắng thang hồ sẽ chỉ tội bọn hắn cho nên bọn hắn nhất định sẽ phái người đến để bịt đầu mối Tổng giám đốc Lâm chỉ muốn xếp hàng dài bắt được cá lớn, tìm hiểu xem lai lịch của người bên kia thế nào. Thì ra là như thế. Lương Hồng Anh chợt nhận ra, tuy nhiên Hán Long lại lộ ra vẻ lo lắng thấp giọng nói. Nhưng Tổng giám đốc Lâm, tại sao chúng ta lại nhúng tay vào chuyện này? Có thể chế tạo một công nghệ thăng thành khổng lồ trong thời gian ngắn như vậy. Người bên kia hiển nhiên không phải là người bình thường. Như Thang Hồ đã nói, thà làm một việc ít hơn làm nhiều việc. Tại sao lại không từ bỏ chứ? Từ bỏ sao? Phan Lâm lắc đầu, dù là ta chịu thua, đối phương cũng sẽ không chịu đâu. Tổng giám đốc Lâm, đây là có ý gì chứ? Hôm nay không phải ông gửi cho tôi một tấm bản đồ sao? Ông hãy nhìn xem tấm bản đồ đó đi. Hàn Long nghe vậy thì lập tức lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện với Phan Lâm, trong hồ sơ có một hình ảnh, đó là tấm bản đồ thăng thành công nghệ, thôn tính các công ty tập đoàn trong những năm gần đây. Hàn Long xem một hồi nhưng vẫn không thấy có vấn đề gì. Tổng giám đốc Lâm, bản đồ này thì sao chứ? người kết nối các dấu chấm được đánh dấu trên các sơ đồ này. Khi Hàn Long nhìn thấy điều này, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Các chấm đỏ trên bản đồ đều là các công ty được thôn tính bởi thăng thành công nghệ. Nối liền các chấm này không khó để phát hiện ra đường tấn công của thăng thành công nghệ đã và đang kéo dài về phía dưới. Đi về phía nam sao? Hắn lặng lẽ kêu lên. Không phải vừa đi về phía nam, ta phát hiện ra những nhóm công ty bị công nghệ thăng thành đốt chừng này đều có một điểm chung điểm gì bọn họ đều không phải là thành viên của liên minh thương mại cái gì sắc mặt của hàn long đại biến ý của ngươi là phía sau thang hồ còn có người của liên minh thương mại sao hiện tại không có chứng cứ chứng minh nhưng xét ra thì cái kia nhất định sẽ không buông tha cho chúng ta các người nhìn quanh giang thành xem công nghệ thang thành đã tìm tới chúng ta ta đoán bước đi tiếp theo sẽ là tập đoàn Dương Quang. Cho nên chúng ta đã là người trong cuộc, không có khả năng không đếm rỉa đến. Phan Lâm lắc đầu. Thì ra là như thế. Hàn Long thở hồn hển, cảm thấy kinh hãi. Nếu vậy, thang hồ bên kia... Nếu là liên minh thương mại thì người được phái tới hẳn là cao thủ. Nhưng hiểu biết của ta về lương minh thương mại cũng không có tường tận. Không biết bên kia sẽ phái người nào tới đây. Văn Lâm suy nghĩ một chút, sau đó thấp giọng nói. Nhanh chóng liên hệ với Liên minh Thanh Huyền. Những ai ở cảnh giới gần với lục địa thần tiên sẽ đến Yến Đô trước đêm ngày mai. Ta muốn bọn họ có mặt tại đây. Vâng, thưa Tổng giám đốc Lâm. Hàn Long nói ngay. Cảnh giới lục địa thần tiên sao? Lương Hồng Anh nghe vậy mà cảm thấy như rơi vào sương mù, không biết là có ý gì nữa. Mà khiếu Tây Phong nằm trên mặt đất thì đã hoàn toàn hóa đá. Người... người đến cùng là ai đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 550 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.